em ạ. Và đấy, mong anh em có thể chia sẻ rộng rãi hơn giúp em, để giúp những sản phẩm này có thể về được đúng đến tay những anh em đang cần, những anh em đang hỏi rất nhiều. Mẫu Jim Việt 207 đăng ký sang 208 bản kỷ niệm, gioăng xanh, đầu dài. Đây, những cái mà các bác cũng đã rất nhớ, rất gắn bó ở những năm 2007-2008, có thể cho em ý kiến, đúng không ạ? Hàng gioăng xanh máy jean nhá, gioăng xanh máy jean. Càng ra máy có sờ ba nhẹ, nhưng nhìn chung tổng quan cho chiếc xe gồm có ốc trục, đấy, chân nan, vành bánh đều đều và đẹp, đều và đẹp, không có xấu. Các cái ốc trục này, các bác nhìn cái ốc trục này, đấy, đúng không ạ? Về phần nhũ đấy ạ, đấy, các cái ốc trục, các cái mayer này, đấy. Hàng đó, vành đều Goldy hết, các bác có thể xem, đều Goldy hết, mã Goldy hết, chuẩn hết, vành cho các bác xem. Hàng nhựa nhá, nhựa này đều zin nguyên bản hết. Đấy, nhựa này các bác nhìn đây này, vị trí nhựa xước này, đấy, các bác nhìn cái nhựa zin này. Đấy, và cái phần ngay sau vết xước nhẹ là cái vết nhựa cực đẹp và sáng, các bác có thể đánh dọn lên là sáng cái độ bộ độ khít của đầu dài này. Đấy, hàng đầu dài, nhiều bác chê nhưng nhiều bác cũng lại khen. Đấy, thôi thì đúng ai nhu cầu thì có thể chốt, còn nếu các bác muốn chuyển sang đầu ngắn thì đâu đó triệu mấy. Đấy, em vẫn nhớ giá zin hết nhá, phần nhựa zin hết, các bác có thể xem. Rồi, yếm này, tem kỷ niệm mà, đúng không ạ? Da máy này, da máy gioăng xanh này, các bác nhìn cái nước gioăng xanh này, bản gioăng xanh bản 2008 2007-2008 là đúng gioăng xanh. Gioăng trong giữa ra là gioăng xanh nhá, gioăng rất khít. Okay, lườn này, các bác nhìn các cái tán lườn này, lườn gầm tí các bác xem. Rồi, hộp xích này, ốc trục này, đẹp đúng không ạ? Chân nan này, xuống chì này, rất đẹp luôn, Goldy này. Rồi, vành không có thủng, không có han. Rồi, đều không? Các bác nhìn cái tem. Đấy, tem mới nhưng là tem xịn. Đấy, để các bác có thể tiện hình dung. Tem này tem mới rồi nhưng tem xịn. Rồi, biển thì biển 59 anh em nhé, biển Sài Gòn ạ. 59B165601, một chiếc Dream 2007. Vâng. Bản kỷ niệm 10 năm cho em. Quá hợp lý. Đấy, nghe máy, tiếng máy này. Thích quá nhỉ. Ok, ok. Mày ơi, ơi rằng chục các bác nhìn, có mô này. Mới về đây anh em ạ. Vâng, vừa mới về xong, vừa mới về xong. Vâng, xin giá chuẩn. Ok, okay. Anh Hoàng đợi em một chút nhá. Cho em xíu. Còn cái đầu bò, anh em cùng đến với cái đầu bò trước đi. Mặt bàn thờ để sau, ông ơi chịu khó cho anh em xem. Rồi, anh em nhìn quả đầu bò. Nhìn cái dòng xanh giúp em nhá, viền mép dòng xanh. Rất nhiều các bác tìm hiểu về dòng Jim Việt luôn luôn ấn tượng đánh giá là bản dòng xanh có cái độ chất, độ căng và độ khít của bít tông tốt hơn những cái dòng vàng về sau, đúng không ạ? Đấy, mặt bàn thờ đẹp, máy vẫn đang nổ nhá. Đấy. Rồi, em sẽ xem cả nắp bình xăng và gầm luôn để các bác có thể tiện trong việc quan sát. Zin này, các cái tán này, nguyên bản hết này, lườn này, zin nhá, zin tai này, còn hết đủ không gãy. Rồi, ông cho anh em xem nốt cái gầm xe. Hàng gầm cũng ok, không có muống lỗi lầm gì cả. Đấy. Rồi. Tuy từ 2007-2008 đến giờ nhưng hoàn toàn hợp lý về chất lượng. Đấy. Giá thành 25 triệu 500 cho một chiếc Dream 2008. Em cứ đọc theo đăng ký đi. Còn đầu máy thì rơi vào cuối 2007 đúng không ạ? 2008. Hàng là máy zin, sơn nhựa zin, nhũ có một chút nhẹ ở cái phần càng, cái phần lắp quá càng ấy. Các bác nào mà có chơi xe Dream có thể đi trong ra họ lướt lên một tí thế thôi. Không sao, cái đấy không, không sao đáng, anh em ạ. Không đáng, đúng không ạ? Quan trọng cái đời đấy là đời đúng đời anh em nhé. Đúng đời đầu to đấy ạ. Đúng đời của nó là 2007 bản đúng đời năm. Bản mà chuẩn. Nó đăng ký sau đấy thì nó lên 2008 anh em ạ. Anh em nghe tiếng máy thật lắm, đã mang luôn. Chủ trước chủ sau nữa, chủ bán mà em vẫn phải cẩn thận hỏi lại là chạy ngon không. Tất nhiên chủ nào bán thì cũng ngon, nhưng mà hỏi nhỏ khi đã thanh toán xong đều khẳng định là rất ok. Kim anh em nhìn lại cái kim này, để thấy nó đỏ này. Đây ông ấy quay lại cái kim này. Cái kim trên này anh em nhìn thấy đỏ chót không? Đấy mới là kim đẹp đấy. Nhìn trên cam là các bác thấy rồi. Rút hàng thoải mái đỏ chót, anh đỏ chót nhá. Nguyễn Văn Dũng nhá, rút thoải mái anh ạ. Hồ sơ rút thoải mái luôn cái dòng xe này. 25 triệu 500. Hơi đắt hơi lâu tí. Đây là sự thật vì ở tỉnh xa, các bác cứ xác định quanh Hà Nội gần thì nó dễ và nó nhanh. Ở xa thì nó đắt và nó lâu. Đấy nên thế cho nó dễ hiểu. Bác nào có quan tâm thì các bác liên hệ. Nhật xịn không? À, có anh Đăng Hoa ơi, em có đấy ạ. Cái đầu dài 25 triệu 500 nghìn anh em nhé. 25 triệu 500. Vâng. Quan tâm quá thì các bác có thể chuyển sang bản đầu ngắn được. Nhưng mà Phong, em thì lại thấy nhiều các bác lớn tuổi lại thích đi cái mẫu đầu này. Nhìn trông nó đúng đời, gọi là nguyên bản. Nguyên bản. Vâng, 2007. Đẹp không ạ? 59B165601. Rồi, AB 25 triệu 500. AB 2017, đem nhám hiện tại hình như là mình không còn. Em còn biển 17. Còn được không 17 ạ? Biển 17, giá biển cũng Hà vậy. Nội. Thêm khoảng bằng biển Hà Nội đối với những bản không đen nhám và 26, tức là tầm 23, 24, 25. Rồi, rất là nhiều à. Ok. Vâng, okay, anh em có những lượt comment, có những lượt góp ý thì để em và chị Dung cùng đọc. Vâng, những các bác hỏi anh Hoàng Ngọc, anh hỏi luôn mũ luôn. Con này đời bao nhiêu? 207 đăng ký 208 bản kỷ niệm đấy ạ. Đúng rồi. Rồi thì em xem cái đầu máy báo luôn thì các bác chuẩn. Đúng rồi, đầu máy 10208. 25 triệu 500.
Vâng, anh liên hệ với các số trên đấy giúp em nhá. Không có nhiều anh ạ, zin Việt, máy zin cái dòng xanh ấy. Đúng rồi, em anh thấy rất giá trị. Đấy. Anh em nào quan tâm nhá, 25.500.000 em chưa bao thuốc hồ sơ, chưa bao chưa bao gì nhỉ, chuyển đâu ạ. Em chưa bao vận chuyển đâu. Giá này là giá mà em đưa ra. Đúng rồi. Chưa bao gồm chi phí ship, chưa bao gồm giá rút hồ sơ. Anh Đinh Hức đang hỏi là xe này rút hồ sơ bao nhiêu tiền? Anh em xác định hồ sơ con này nó phải rơi vào tầm khoảng trên 3 triệu. Trên 3 triệu Sài Gòn nó hơi xa. Vâng. Thì cái hệ hồ sơ thì sẽ có riêng một đội ngũ, các anh em sẽ liên hệ gọi để làm việc với các anh em. 8250cc có xe đẹp không? Hiện tại xe đẹp em không còn nữa. Em còn bình thường. Vâng, anh Đăng Hoa lúc trước có xe đạp 4 mấy triệu bán rồi. Rồi. 25.500.000 anh em nhá. Bản kỷ niệm đấy ạ, bản đầu to kỷ niệm, xe cứng cáp đẹp. Vừa anh em quan tâm một sấp, một con đỏ một con đen cho em. Rồi anh em nào lại lúc nãy hỏi em con da nớt là bao nhiêu tiền? Có luôn, 18.500.000, 18.500.000 bao thẳng giá. 18.500.000 anh em. 2020 đôi khóa zin. Đấy, xe trực tiếp đến nhà chủ xe làm việc, anh ấy ở Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Đấy, hai anh chị đến vào buổi tối nhưng quên mang đăng ký, thế là phải về nhà anh chị lấy đăng ký. Đấy, một trong những xe cổ phố cổ, à xe mới nhưng là ở phố cổ. Đấy, hàng lướt mới. 2020. Đấy, các bác có thể xem. Đấy, càng vành đều nguyên bản, cái này nó bẩn nhá, tí nữa em bảo các bạn em đánh bóng lên là được. Đấy, cùng một cái rẻ đánh lên là được. Lốp này là lốp zin đấy, 2020 lốp zin mà còn dày này, các bác nhìn này. Đấy, cái độ lốp này râu ria này, đúng không ạ? Đấy, còn đết lốp thì đây các bác cần em chỉ cho, đây 3320 các bác nhìn luôn, 3320. Đấy, 2020 càng đĩa đều nguyên bản, rẻ. Đấy, sơn dán nhá, họ dán một cái lớp chống rồi. Cảm ơn anh em, một anh em đã cọc Wonder Dream 25.500.000 rồi ạ. Để chân này zin này. Đấy, các anh em nhìn này, xe 2020 cả gáy 2020 hết, tất cả các thông số đều cho xe của 2020. Hàng cả lốp trước lốp sau đều vẫn còn. Đấy, chủ giữ rất cẩn thận một đôi vì họ đi ít mà, xe phố thì các bác hiểu nó đi rất ít rồi, đâu đó có chưa đến vạn. Em nhớ xe này 29B2 đấy, đúng phố 08985, biển cũng tươi đúng không ạ? Rồi em nổ máy test luôn cho anh em nghe nhá. Giá hợp lý một chiếc 2020 chạy hơn 9.000 km. Đây anh em nhìn này, chính chủ một chủ từ đầu màu đỏ dành cho chị em mệnh thổ mệnh hỏa, dáng thì nhỏ nhỏ xinh xinh cho các chị em anh em cũng được ạ. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng thông dụng rồi của Yamaha. Sorry, xe này có dọn nhá anh em nhá, 18.5 cộng với đây 620k tiền dọn. Đấy, là 19.200.000, 19.200.000. Đấy, vừa mới dọn lên đồ bán ra. 67 có bớt không ạ? À, anh Văn Hà chắc họ gọi là ra lọc một xíu để lấy may thôi anh Văn Hà. Đây nhá, có sờ ba nhẹ một chút ở bên phần này, anh em nhìn giữa hai bên này, bên này là zin này, bên này là có okay, sờ ba nhẹ lại một chút này. Đấy, cộng với tay sách này, những vị trí mà có dọn để lên cái 600.000 đấy, cộng với một bên bên này thì các bạn đi chấm, em vẫn nhớ bên này có một xước nhẹ này. Đấy, đây bên này. Đấy, có một chút xước, anh bảo nhà chật một chút xước bên này. Đấy, có sơn xi dọn dẹp đâu đó hết hơn 600, coi như là tính cho anh em là 19.200.000 cả bao dọn luôn, hàng 2020 hoàn toàn hợp lý với cái phân khúc 2020, động cơ 125. Zin Bell em không còn anh Nguyễn Chiến ơi, hơn 9.000 cây. Đấy, ông quay mặt chưa tên. Nhìn các cái phím đồ đạc đẹp quá nhỉ. Đấy, rất đẹp luôn anh các bạn, sang tên phím con đề phím còi xin hết. Tay nắm nguyên bản hết. Đấy, các anh em nhìn lại lần nữa nhé để thấy. Đấy, chạy ít thì các cái đồ này nó mới còn, nó tươi như này. Đấy, tay nắm này zin okay, hết 19.200.000 rồi, cả dọn anh luôn rất là nhiều. Anh Danh Kiều, đấy, động cơ 125, rất nhiều các bác trên đường đi lên Vision thì nhà em không còn rồi anh Nguyễn Chiến ạ, tại vì những cái dòng thể thao với những cái dòng xe cổ là nhà em đợt này cũng không mua được nhiều. Vâng. 67 đỏ chốt giá vào cái vào việc ship luôn anh, 16.500.000 chắc ra lọc anh em một xíu thôi, 19.200.000 đối với da nước. Anh em chị em thì chính xác nhất, đang trên đường mua Vision hoàn toàn có thể quay xe đổi sang da lướt giúp em. Động cơ cao hơn 125, đời cao hơn, giá lại rẻ hơn. Đấy, đó là những gì da lướt mang lại. Chạy thì Yamaha chưa bao giờ làm anh em thất vọng ở những giai đoạn 5 tháng đầu tiên, ở những 5 năm đầu tiên, 5 năm đầu tiên thì Yamaha chạy cực kỳ ổn định. Có thể sau này những dòng Yamaha nó đắt trong cái việc thay thế đồ một chút. Đúng rồi. Với hai nữa là cái Yamaha thì thường thường là nó sẽ bị xuống giá. Đấy so giá với lại cái giá của Honda thì nó xuống, đồng nghĩa cái việc là thôi nhiều đi anh bất, chị em đi lại lên, cảm thấy đẹp. Hưởng đấy, gọi là hưởng được thì mình phải chấp nhận nó hao mòn cái anh việc chi phí cao. 67 em vừa quay hai con này, anh một con 15 triệu, một con 16.500.000 anh ạ. Con xe khách nào lên không còn con